Hi, xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn trở lại với PC Gaming. Hôm nay không phải là một clip về máy tính mà là một clip về mình xin giới thiệu các bạn về phần mềm để có thể giám sát điện thoại, theo dõi một cái điện thoại bất kỳ mà chúng ta mong muốn. Thì tại sao mình lại làm cái clip này? Thì trước mình có làm cái clip về nghe ngóng điện thoại ấy, thì có rất là nhiều bạn PM hỏi mình là cái phần mềm ấy, vì nó là phần mềm PI ấy, thì thỉnh thoảng nó xảy ra một vài sự cố ấy, thì các bạn không quen xử lý thì các bạn không thể nào mà xử lý để có thể hoàn thành cái mục tiêu của các bạn được. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái phần mềm cực kỳ hay, có thể giám sát 100% điện thoại luôn, về các ứng dụng như nghe này, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi này, tin nhắn này, hình ảnh này, phim này, và các cái lịch sử sử dụng web. Thì để có thể sử dụng được cái phần mềm đấy thì các bạn sẽ thao tác cho mình các bước này trước khi sử dụng, trước khi cài trên cái máy mà các bạn cần theo dõi. À, các bạn sẽ mở máy tính hoặc là điện thoại của các bạn nhé, chứ không phải cái máy mà các bạn cần theo dõi. Thì các bạn sẽ mở vào cái phần trang web ấy, ở trên điện thoại cũng được, ở trên máy tính cũng được. Các bạn gõ cái trang web Spyri. Các bạn chọn đây, sau đó các bạn ấn vào phần try now để tạo một cái tài khoản ở trên cái trang web này. Thì các bạn phải tạo một cái tài khoản thì nó mới cho phép các bạn sử dụng ứng dụng nhé. Đấy, các bạn ấn vào phần sign up này. Đó. Thì các bạn sẽ điền một cái tài khoản mail mà các bạn đã có. Nhớ là cái tài khoản mail này là các tài khoản mà các bạn sở hữu nhé, đừng cái tài khoản của người khác, nhưng tài khoản của người khác các bạn không xem được. Thì các bạn gõ cái địa chỉ mail vào đây và gõ hai cái dòng pass. Các bạn có thể đăng nhập lại để kiểm tra sau. Đó, sau khi gõ xong các bạn ấn đồng ý và ấn sign up. À, nó sẽ tạo ra cho bạn một cái tài khoản. Thì sau khi các bạn tạo một tài khoản thành công thì các bạn sẽ sử dụng. Các bạn sẽ mở cái máy mà các bạn cần theo dõi lên. Và các bạn cũng lại làm như vậy, cũng lại vào trang web và gõ Spyri. Tuy nhiên lần này thì các bạn sẽ không chọn vào cái phần đăng nhập nữa, mà các bạn chọn vào phần login ấy. Login như này là các bạn gõ cái tài khoản vừa nãy các bạn vừa mới tạo xong. Các bạn vừa tạo xong ở trên ấy. Đó. Nhớ là các bạn thao tác này là các bạn làm trên cái máy các bạn cần theo dõi nhé. Vì cái thao tác mà tạo tài khoản mà các bạn sử dụng ở trên máy tính và cái điện thoại của các bạn rồi. Sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ cho hai lựa chọn. Một là các bạn theo dõi trên iPhone thì các bạn ấn hình quả táo. Còn ngoài iPhone thì các bạn ấn hình cái biểu tượng của Android đây. Sau khi ấn xong thì nó sẽ gửi về cho các bạn một cái đường link để các bạn có thể tải được cái ứng dụng này vào cái máy các bạn cần theo dõi. Thì các bạn chỉ cần gạt sang để tải thôi. Gạt sang để tải như này. Sau khi nó download xong ấy, thì nó sẽ báo cho các bạn là download thành công ở đây. Thì các bạn ấn vào cài đặt. Thì nó sẽ không có cái tên là Spyri đâu, mà nó có cái tên là System Update Service này. Đó. Sau khi là xong, nó sẽ ra cái biểu tượng ngoài màn hình này như này. Thì các bạn kích vào biểu tượng ngoài màn hình này và ấn vào đồng ý. Nó sẽ hỏi các bạn một số quyền để truy nhập vào các cái kho ứng dụng như là ảnh và photo. Thì các bạn đồng ý cho nó nhé. Tiếp theo là add cho nó quyền kiểm soát hệ thống này. Đó. Sau khi xong thì các bạn ấn vào bắt đầu. Khi các bạn ấn vào bắt đầu phát, nó sẽ thoát toàn bộ máy ra và xóa luôn cả ứng dụng ở ngoài màn hình này, nên các bạn sẽ không thấy gì đâu. Nó sẽ không sau này các bạn muốn xóa nhé. Sau này các bạn muốn xóa đó thì các bạn vào phần setup này. Chọn vào operation này. Chọn vào Application Manager này. Thì nó không có cái tên là Spyri đâu, mà nó sẽ cái tên là System. Đây, System File này. Đây chính là cái phần mềm Spyri nhé. Nó chạy ẩn hoàn toàn và tên nó cũng khác luôn, nên nó cũng ngụy trang hoàn toàn. Vậy sau khi hoàn thành quá trình cài đặt rồi thì bây giờ làm thế nào để có thể theo dõi được cái máy này? Thì chúng ta có thể sử dụng một cái điện thoại khác.
sử dụng đến chính cái điện thoại của chúng ta để theo dõi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng máy tính, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để kiểm tra bằng trên máy tính. Thì chúng ta sẽ sử dụng trên máy tính nhé. Bây giờ để có thể giám sát được cái điện thoại đấy thì các bạn sẽ mở máy tính lên vào trang web của Spyly. Xong các bạn đăng nhập vào cái tài khoản mà các bạn vừa mới tạo và đăng nhập ở trên cái máy kia. Sau khi đăng nhập xong thì nó toàn bộ danh sách của cái điện thoại ấy, nó sẽ hiện hết lên trên này. Về các cuộc gọi đến gọi đi à, thời gian gọi đến gọi đi à, đó, tin nhắn luôn các bạn nhé, có bao nhiêu tin nhắn nó sẽ cũng sẽ lưu hết đó, và vị trí luôn, với những cái vị trí, với những cái thông tin cụ thể như là tất cả các cuộc gọi đến này, tất cả các tin nhắn này và vị trí này, cộng với việc là các cái bản nháp cũng như hình ảnh này, là chúng ta có thể giám sát được 100% cái điện thoại rồi. Thì cái nhược điểm lớn nhất của cái điện thoại, của cái ứng dụng này, đó chính là việc là chúng ta phải trả phí, chứ không chúng ta không thể dùng free như cái ứng dụng mà mình giới thiệu trước cho các bạn được. Thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là Pro Edit này, là phiên bản có giá 30 đô một tháng, thì nó sẽ theo dõi cuộc gọi này, tin nhắn này, danh bạ này, vị trí này, hình ảnh này, và cái lịch sử sử dụng web này, và cái việc mà chúng ta sử dụng video như nào này, lịch này, và các cái ứng dụng cài đến và gỡ đi. Bản thứ hai là bản Ultimate, thì nó sẽ theo dõi toàn bộ điện thoại với tất cả mọi ứng dụng mạng xã hội, tất cả mọi ứng dụng mạng xã hội luôn các bạn nhé. Đó, nó sẽ theo dõi hết. Đây, các bạn ấn vào phần Buy Now và cái nhược điểm lớn nhất của cái ứng dụng này là nó bắt chúng ta phải trả phí. Đó, với giá là 29 đô một tháng, tức là tính ra mất khoảng 600 nghìn. Thì các bạn phải thanh toán cho nó bằng thẻ Visa hoặc thẻ Mastercard thì tùy. Đây là số card và cái số zip code phía sau. Thì cái này thanh toán quốc tế thì các bạn có thể làm nhiều, các bạn quen rồi. Nhưng mà tốt nhất để tránh chúng ta mất tiền ấy, thì các bạn lên để trong cái thẻ thanh toán quốc tế dưới 1 triệu thôi, để thanh toán xong là thôi. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức và có thêm một cái công cụ mới để có thể giám sát bất kỳ cái điện thoại nào các bạn mong muốn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.